Biên khảo Hội An quê tôi, tác giả Minh Hương, người đọc Trân Châu. Cậu Tư, người trong làng gọi ông là cậu Tư. Cậu không làm việc cho Pháp, cũng chẳng có chức phận gì trong làng. Cậu cũng không sinh trưởng trong một gia đình quyền quý giàu có. Gia đình cậu sống bằng nghề buôn bán nhỏ. Có lẽ người làng xưa quý trọng cái thanh liêm, cái tiết tháo của cụ cử thân sinh ra cậu. Sở dĩ người ta gọi cậu vì cậu là con một gia đình khoa bảng trong làng, mấy đời làm quan lớn nhưng gia cảnh vẫn thanh bạch. Cụ cử làm quan ở triều đình Huế, nhưng khi Pháp đã thiết lập chính quyền bảo hộ thì cụ cử nhà ta từ quan về làng, sống đời dân dã, không tham gia phong trào cần dân chống Pháp. Nhưng cụ đã chọn con đường đối kháng thụ động, nhất quyết không hợp tác với Pháp. Người ta lại càng kính phục cụ. Những năm cuối thế kỷ 19, nhằm mục đích đào tạo người ra làm việc với Pháp, chính quyền bảo hộ khuyến khích dân chúng đi học ở các trường do Pháp mở ra, dạy tiếng Tây, chữ Quốc ngữ và cả chữ Nho. Ông cụ cương quyết không cho người con trai mình đi đến học ở các trường do Pháp mở. Lúc bấy giờ, trường mở ra chỉ lèo tèo mấy người đi học. Chính quyền bảo hộ và quan lại Nam Triều thông tư xuống từng làng xã, bắt buộc mỗi gia đình có máu mặt phải đưa một người con đi học. Nhiều gia đình tìm cách thối thoát nên đã xảy ra trường hợp nhiều con nhà nghèo được mướn đi học thay cho con cái nhà giàu. Bây giờ, người đi học được tòa sứ cấp cho một số tiền, một sắp hàng mai giáo dài đen, một khúc nhiễu để làm khăn đóng đội đầu và một đồng hồ reo. Cụ cử không cho cậu Tư đi học chữ Tây, cưỡng lại lệnh trên, diện lẽ rằng mình chỉ có người con trai để vợ chồng già được hầu hạ sớm khuya và có được người thừa tự giữ từ đường của tộc. Nếu cậu Tư đi học xong ra trường, phải đi làm việc với chính phủ thì ai sẽ hương khói sáng chiều tổ tiên, tộc của cụ hiêm con trai lắm. Thế là cậu Tư không đi học chữ Tây nên chỉ có được một ít vốn liếng chữ Nho. Khi cụ cử qua đời, cậu mới dám nhờ một thầy giáo về nhà dạy chữ Quốc ngữ để đọc được bao chi sách truyện với người ta. Lớn lên tôi thấy cậu Tư phong cách thông dong, ăn mặc theo kiểu nhà Nho, sống bình dị trong cùng một gia đình buôn bán nhỏ. Phần đông dân chúng trong làng vẫn nể nang cậu. Những năm đầu của thập niên 30, nhiều nơi trong tỉnh nổi lên phong trào chống Pháp. Chính quyền ra tay đàn áp bắt bớ, một số người bị tình nghi phải lên quyện, lên tỉnh, lên sở mật thám hầu hạ, rồi bị thẩm vấn, hăm dọa đủ điều. Cậu Tư nghe nói cũng bị nhốt mất mấy ngày. Chỉ tình nghi cậu một cách mơ hồ thôi, có lẽ chỉ vì cậu là con của cụ cử, có tinh thần yêu nước, chính cậu cũng không chịu tham gia việc làng, việc xóm. Cái chức ly trưởng trong làng đối với nha thế nhà cậu thì đâu có khó. Bạn bè bà con của cậu bấy giờ còn nhiều người ra làm việc với tân trào. Một tiếng nói, một lời giới thiệu cũng đủ cho ở trên chỉ định cậu ra làm lý trưởng và trong làng cũng sẽ đề cử cậu đứng ra làm. Hỏi về điều này, cậu chỉ cười mà trả lời. Tôi khờ và lười lắm, chữ nghĩa thì không bao nhiêu, không kham nổi đâu, cũng không muốn xê dịch bận rộn. Các ba các anh cũng biết, tộc họ tôi tuy đông, nhưng con trai thì hiếm, lại đi làm ăn xa cả, chỉ còn có tôi ở đây. Nội cái việc hương khói từ đường, cúng kiến quanh năm cũng muốn ngất ngư rồi. Trong chuyến về quê năm 1985, tôi có đến thăm cậu, cậu vẫn ung dung sống trong căn nhà thờ tộc, ăn nói từ tốn, đi đứng khoan thai, tuy người yếu đi nhiều, hai mắt đã mờ, hỏi đến tuổi, được biết đã gần 90.